ama. Nhi Pong Daisuke. Quen tôi đúng không mọi người? Đúng không ạ? Mọi người nghe hiểu phải không ạ? Dạ, lần đầu tiên đến với nước Nhật Bản và gặp rất là nhiều những người khán giả thân yêu ở đây. Quen biết rằng là Việt Nam Festival 2019 thực sự là rất là lan tỏa, bởi vì rằng là khi Quen chưa tới thì đã có rất là nhiều những người khán giả, những người fan hâm mộ của mình nhắn tin vào Facebook cho Quỳnh Nghe, nhưng mà nói rằng là ngày hôm nay sẽ gặp Quỳnh Nghe, không biết các bạn đang ở đâu ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và một ca khúc sau đây Quỳnh nghĩ rằng nếu như mà mọi người thuộc, hãy cùng hát chung với Quỳnh Nghe có được không? Một sáng tác của nhạc sĩ Quang Huy và Hamlet Chương, ca khúc mang tên Bụt Bay Vào. Yeah.
ở phần 2